AFK Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Reverse Master Tower Heroes mang đến lối chơi độc đáo khi kết hợp giữa việc xếp gạch và phòng thủ thông qua các cấp độ màn chơi phiêu lưu. Cụ thể thì bước vào mỗi màn chơi, bạn phải sắp xếp các khối gạch để triệu hồi các đơn vị binh lính ra chiến đấu bảo vệ anh hùng chính của mình trước các đợt tấn công của kẻ thù. Mỗi khối gạch đều sẽ có chứa một đơn vị binh lính, và cứ một hàng ngang xếp được thì các khối gạch lẫn đơn vị binh lính trong hàng ngang đó sẽ bị biến mất. Chính các đơn vị binh lính biến mất đó sẽ được triệu hồi ra chiến đấu chống lại bọn kẻ thù. Bên cạnh đó, anh hùng chính của game thủ cũng sẽ được tự động tấn công bọn kẻ thù trong tầm đánh, và cứ sau một khoảng thời gian ngắn thì sẽ tự động triệu hồi ra hai đơn vị binh lính của riêng mình để chiến đấu với bọn kẻ thù. Chưa kể đến là anh hùng chính còn cung cấp một kỹ năng đặc biệt để kích hoạt sử dụng trong lúc nguy cấp. Tuy nhiên, việc bảo vệ anh hùng chính trước các đợt kẻ thù thôi là chưa đủ, mà bạn còn phải cố gắng triệu hồi càng nhiều đơn vị binh lính ra càng tốt để chúng nhanh chóng chiến đấu phá hủy cánh cổng xuất hiện của kẻ thù nhằm hoàn thành màn chơi. Mỗi màn chơi hoàn thành đem về phần thưởng bao gồm xu vàng, pha lê và đá triệu hồi. Đá triệu hồi sẽ được sử dụng trong việc kiếm về các thẻ đơn vị binh lính mới để người chơi có thể lựa chọn sử dụng trong đội hình của mình. Reverse Master Tower Heroes có gì hấp dẫn người chơi? Lối chơi vừa đơn giản vừa dễ gây nghiện với việc kết hợp giữa phòng thủ và xếp gạch cổ điển. Hệ thống đơn vị binh lính đa dạng với 5 bậc độ hiếm cùng 4 phe và 3 las cho bạn thu thập và lựa chọn sử dụng. Nhiều anh hùng khác nhau để mở khóa và sử dụng, mỗi anh hùng đều sở hữu kỹ năng và có đơn vị binh lính riêng. Các đơn vị binh lính và anh hùng có thể được phát triển bằng cách tăng sao khi tích lũy đủ số mảnh thẻ yêu cầu. Có chế độ PvP trực tuyến cho phép các game thủ có thể so tài xếp gạch và phòng thủ với nhau. Chỉ độc quyền ở AFK Mobi, kho mini game tuyệt vời hoàn mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Quá tới thế cao, cho nhiều quá đi.